Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thị trường tiêu dùng của Truyền hình Pháp luật Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ gửi đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Phạt tiền gần 160 triệu đồng một số cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế vi phạm. Hà Nội chuẩn bị kế hoạch chuyển giao số lượng lớn khẩu trang y tế. Nghệ An xử lý cơ sở vi phạm sản xuất giấy vệ sinh giả mạo. Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của người tiêu dùng. Lợi dụng cơ hội này, không ít những tiểu thương đổi giá khẩu trang, nước rửa tay và thậm chí là làm giả làm nhái. Qua công tác kiểm tra, giám sát, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện, xử lý một số cơ sở lợi dụng tình trạng khan hiếm hàng hóa để sản xuất khẩu trang vi phạm về nhãn, mua gom hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý, nhằm bán lại thu lợi bất chính khi thị trường có biến động. Về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh như tại các thành phố Hà Nội, Lào Cai, thành phố Hồ Chí Minh. Trong kỳ báo cáo ngày 12 tháng 3 năm 2020, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã thực hiện kiểm tra, giám sát 84 cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế, xử lý 22 cơ sở, phạt tiền 159 triệu 951 ngàn đồng. Trong thời gian tiếp theo, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục chủ động tăng cường công tác quản lý địa bàn nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường tập trung theo dõi sát tình hình diễn biến thị trường, phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền cho người dân an tâm, chủ động phòng chống dịch bệnh. Vừa qua, Hà Nội cũng đã chuẩn bị kế hoạch để chuyển giao số lượng lớn khẩu trang tịch thu do vi phạm hành chính. Ngày 11 tháng 3 năm 2020, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã có văn bản số 252 về việc chuyển giao khẩu trang tịch thu do vi phạm hành chính. Nội dung chuyển giao căn cứ tại ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và thực hiện kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tại thông báo số 118 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ở đợt chuyển giao lần 2 này, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội sẽ bàn giao 50.040 chiếc khẩu trang các loại, có chất lượng đạt yêu cầu về vật liệu theo tiêu chuẩn do Sở Y tế Hà Nội để phục vụ công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Trước đó, ngày 4 tháng 3 năm 2020, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã tổ chức hội nghị bàn giao 126.116 chiếc khẩu trang y tế do Sở Y tế Hà Nội. Hiện nay, bên cạnh việc phát hiện nhiều cơ sở giả làm nhái khẩu trang y tế và nước rửa tay, thì vừa qua, lực lượng quản lý thị trường Nghệ An vừa xử lý vi phạm cơ sở sản xuất làm giả giấy vệ sinh. Vừa qua, đoàn kiểm tra đội quản lý thị trường tỉnh Nghệ An kiểm tra cơ sở sản xuất giấy vệ sinh của ông Nguyễn Anh Thắng tại địa chỉ xóm 4 xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang sản xuất, đóng gói một số lượng giấy vệ sinh gồm 50 bịch giấy vệ sinh nhãn hiệu Hoàng Phát, 160 bịch giấy vệ sinh nhãn hiệu Hoa Việt, 25 bịch giấy vệ sinh hàng không. Qua kiểm tra, xác minh thực tế toàn bộ số giấy vệ sinh nói trên được sản xuất đóng gói tại cơ sở của ông Thắng. Đội quản lý thị trường đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở này. Thưa quý vị, kể từ khi công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 17 tại Hà Nội, thời điểm này Việt Nam phát hiện thêm nhiều ca mới. Nhằm kiểm soát tốt tình hình sức khỏe, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Bộ Y tế chính thức ra mắt ứng dụng khai báo sức khỏe có tên là nCoV. Trong chuyên mục tiêu dùng thông minh kỳ này, xin gửi đến quý vị cách tải và sử dụng ứng dụng này. Đầu tiên, người dùng truy cập kho ứng dụng App Store dành cho hệ điều hành iOS, hoặc truy cập vào CH Play dành cho hệ điều hành Android để tải ứng dụng về. Tiếp đó là các bước khai báo sức khỏe toàn dân gồm 2 bước. Bước 1, khai báo thông tin cá nhân của bản thân và gia đình gồm thông tin họ tên, số giấy tờ tùy thân, mã bảo hiểm xã hội, quốc tịch, giới tính, thông tin liên hệ, điện thoại, địa chỉ, email. Bước 2, thực hiện khảo sát bệnh bằng cách người dùng tự đánh giá tình trạng sức khỏe và điền vào mẫu khảo sát, sau đó gửi vào thông tin khai báo để hoàn tất. Tại mẫu khai báo có các câu hỏi về tình trạng sức khỏe, lịch trình đi lại, tiếp xúc của bạn trong vòng 14 ngày. Đặc biệt, trước khi hoàn tất khai báo, bạn phải cam kết những điều khai báo là sự thật. Dựa vào ứng dụng khai báo trên mà Bộ Y tế có thể theo dõi tình hình sức khỏe của bạn và kịp thời thông tin liên lạc khi cần thiết. Ngoài ra, ứng dụng nCoV còn có chức năng theo dõi sức khỏe cho phép người dùng cập nhật nhanh các triệu chứng khả nghi, tạo lịch theo dõi sức khỏe, dễ dàng quan sát và nắm bắt các khuyến cáo từ cơ quan y tế. Hàng ngày, người dùng sẽ cập nhật thông tin sức khỏe của mình và hướng dẫn từ cơ quan y tế.
hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo sức khỏe nCoV vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thị trường tiêu dùng hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và trang bị cho mình những biện pháp phòng tránh tốt nhất trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay. Chương trình bản tin thị trường tiêu dùng được phát sóng trên website của Truyền hình Pháp luật Việt Nam tại địa chỉ www.tvphapluat.vn. Kính mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.